Xin được chào mừng toàn thể các bác anh chị đã đến với kênh Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng. Trú tại tổ 7 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xin phép được chúc toàn thể các bác anh chị một buổi sáng an lành. Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Ngày thứ 7 tháng 7 năm 2019. Ngày 27 tháng 7 là một ngày kỷ niệm được tổ chức hàng năm nhằm để tưởng niệm về những người thương binh liệt sĩ của Việt Nam. Đó là cái ngày biểu hiện truyền thống yêu nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và ăn quả những kẻ trồng cây ở Việt Nam chúng ta. Thì trong ngày này thì chính quyền các cấp các địa phương thì cũng đã và trọng tâm là tức là cái hội cựu chiến binh ấy, thì đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi rầm rộ để tặng quà tri ân cho các gia đình thương binh liệt sĩ. Các hoạt động thì có thể là tổ chức dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ. Thì em nghĩ rằng là đấy là một cái ngày rất là thiêng liêng và đặc biệt với lại đất nước Việt Nam chúng ta. Và hòa chung với cái ngày tưởng niệm, ngày tri ân này thì kênh Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng hôm nay cũng xin phép được bán giao lưu giảm giá một số mặt hàng hoa lan rừng tại kênh Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng. Và chúng em sẽ giảm giá duy nhất đúng ngày hôm nay thôi. Cũng mong các bác anh chị đăng ký kênh và ủng hộ chúng em bằng cách là bấm một nút đăng ký, chia sẻ kênh chúng em, nhà vườn chúng em tới toàn thể các bác anh chị yêu hoa phong lan khắp mọi miền Tổ quốc để chúng em được giao lưu và được chia sẻ và được tặng nhau, được giao lưu với nhau những giỏ phong lan đẹp, rẻ và cũng rất là quý báu các bác ạ. Thì trước khi bán hàng thì một lần nữa thì em xin phép được ghi hình một chút về vườn của chúng em cho tới toàn thể các bác anh chị có chúng ta cùng xem và cùng ngắm. Và đây thì em cũng mong rằng đây là cái cơ sở để các bác anh chị gửi gắm niềm tin vào cơ sở chúng em. Đó là cái nền tảng để các bác gửi gắm niềm tin vào vườn chúng em, vào mô hình chúng em, để chúng em có thêm cái động lực để chúng em tiếp tục sản xuất kinh doanh và chúng em tiếp tục trồng cấy ra những cái giò phong lan mới để đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu của toàn thể các bác anh chị, của xu thế thị trường và đặc biệt là phát triển được cái nền kinh tế nước nhà các bác ạ, kinh tế địa phương và kinh tế nước nhà. Tại sao em nói như vậy? Bởi vì là cây hoa phong lan rừng du nhập tại Cao Bằng, đặc biệt là làm mô hình ấy, một mô hình lớn như vườn chúng em thì rất là ít. Và vườn chúng em thì em cũng chẳng giấu gì các bác là vườn chúng em là đi đầu, và vườn chúng em là vườn đầu tiên được xây dựng và phát triển. Sau 10 năm gắn bó với nghề trồng lan thì bản thân em cũng đã trồng được rất là nhiều loại phong lan rừng. Và đến ngày hôm nay thì chúng em cũng đã có đủ giống để xuất ra thị trường và trao đổi với toàn thể các bác anh chị. Thôi để không mất thời gian của các bác anh chị thêm nữa thì em xin phép vào trong đấy ghi hình những cái giò phong lan và những cái loại lan mà hôm nay chúng em muốn giao lưu, trao đổi với toàn thể các bác anh chị. Và các bác anh chị thấy rẻ thì hãy giới thiệu cho toàn thể anh chị em bạn bè khắp yêu phong lan khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Hoặc là cũng thể là làng xóm của mình, trong công ty của mình, cơ quan của mình để biết tới kênh của em và ủng hộ chúng em nhiều thêm ạ. Chúng em xin phép được cảm ơn toàn thể các bác anh chị ạ. Vừa rồi thì em vừa mới quay nhanh một số hình ảnh tại vườn chúng em. Và tiếp theo đây thì em xin phép được vào trong để giới thiệu với toàn thể các bác anh chị một số giò phong lan rừng mà chúng em muốn giao lưu với toàn thể các bác anh chị. Đầu tiên thì em muốn giao lưu với các bác anh chị cái mặt hàng dáng hương đuôi cáo. Những cái giò phong lan dáng hương đuôi cáo này thì quy cách của chúng em trồng thì chúng em cũng đã giới thiệu rất là nhiều video rồi. Chúng em trồng 3 cây. 3 cây trong một chậu. Và chúng em thời gian tuổi chúng em trồng đã được 3 năm rồi. Đấy, 2 đến 3 năm rồi. Và cây bản lá rất đẹp, cây to khỏe, mập mạp đẹp nhé các bác nhé. Đấy. Và một chậu này thì chúng ta có thể hôm qua thì chúng em có cũng có chia sẻ một chút cái cách trồng cho các bác các anh chị vào cái chậu giả gỗ ấy, thì chúng ta xem video của ngày hôm qua thì chúng ta sẽ thấy ngay. Xin phép được báo giá với các bác anh chị nhá. Hôm nay nhá, rất là nhiều nhá. Đấy. Thì cũng mong là hôm nay em sẽ bán hết chỗ hàng này. Và buổi chiều hôm nay thì gia đình và mô hình chúng em cũng có đi chút việc. Bởi vì hôm nay đấy, ngay từ đầu chúng em nói là
ngày hôm nay là một ngày khá là đặc biệt rồi. Chiều nay chúng em có những cái hoạt động xã hội cũng khá là thiết thực. Nên là cũng mong là hôm nay sẽ bán hết trong buổi sáng luôn. Em giới thiệu tổng quan qua dáng hương đuôi cáo nở vào tháng 6, hoa màu tím trắng. Các bạn chị nhé, vòi hoa dài từ 60 cho đến 90 cm. Nếu chúng ta nuôi đạt có thể dài được 1m đến 1m2. Và loại này thì có thể thích hợp ở tất cả các môi trường, từ Bắc, Trung, Nam chúng ta có thể đều trồng được cả. Bởi vì loại này nở hoa vào tháng 6. Tháng 6 là tháng nóng nhất các bác ạ. Cây lan nó phát triển vào tầm thời điểm đấy và có cho hoa thời điểm đấy thì nó sẽ trồng được tất cả mọi khí hậu vùng miền. Em sẽ không ghim từng hình như mọi hôm nữa. Hôm nay sẽ giảm giá cho các bác anh chị với giá là 240.000 một giò nhé. Các bác mua bao nhiêu giò giá cũng vậy. Và hôm nay là một ngày đặc biệt nên em sẽ bán giảm giá cho các bác 240.000 một giò dáng hương đuôi cáo. Và duy nhất ngày hôm nay em giảm giá. Tiếp theo, mặt hàng tiếp theo đó là sơn thủy tiên. Một cái tên rất là đẹp và ý nghĩa. Đấy, hoa màu vàng, nở hoa vào khoảng tháng 4, tháng 5 dương lịch. Và loại này là một dòng hoàng thảo, dễ trồng, dễ chăm sóc nhất nha các bác nha. Dễ trồng, dễ chăm sóc và phát triển mạnh ở các tỉnh xứ nóng. Đấy, các tỉnh duyên hải miền Trung hoặc là miền Nam Tây Nguyên. Đấy. Và hôm nay thì em có dỡ xuống 7 giò. Và riêng những cái giò sơn thủy tiên này thì em xin phép được đính thẻ nhé. Đính thẻ. Bởi vì là nó có giò to, giò bé, giò xấu, giò đẹp. Đây. Giò này em tạm gọi là giò số 1 nhé. Giò này có tầm khoảng hơn 20 đầu. Giò này khá là nặng đấy. Em chưa bón phân, các bác anh chị sau khi mua hàng về thì hãy bón phân cho cây. Giò này thì xin phép được báo giá với các anh chị với giá là 600.000 nhé. 600.000 cho giò này. Bình thường không phải ngày giảm giá thì em không bán bao giờ bán giá thế đâu. 600.000 cho giò số 1. Giò số 2 là cũng là một giò sơn thủy tiên cực kỳ đẹp. Giò này thì lá nó bị xẻ nhé đây này. Các bác nhìn này, lá xẻ này. Đấy, lá non đang bị xẻ, cũng một giò cũng khá là ổn và đẹp. Và giò này thì em cũng chỉ bán với giá là 600.000 thôi. Đấy. Hai giò mỗi giò 600 các bác ạ. Đấy. Thân tơ lên cực nhiều luôn. Và hứa hẹn một mùa hoa bội thu hoa cho năm nay. Ôi em sẽ đặt ra những cái giò mà nó tương đối lên để các bác lựa chọn trước này. Đây là một giò nữa này. Quy cách của những cái giò sơn thủy tiên này thì chúng em trồng vào cái giếng bảng nhé. Đấy, cái độ bền từ tầm khoảng 5 đến 7 năm cho chúng ta. Và giò này thì em cũng bán 600.000 này các bác này. Các bác có thể so sánh ba giò này nó có sự tương đồng nhé đây. Và cái giá của nó cũng tương đồng. Đấy. Rồi. Tiếp theo. Chúng ta có thể nhìn thấy ở mé bên này thì hai giò này nó thưa cây hơn thôi, không phải xấu nữa nhé các bác nhé. Thì nó thưa cây hơn. Đó. Hai giò này nó thưa cây hơn. Và giò này thưa cây nhất này. Giò này thì em chỉ báo giá với các bác anh chị 350 thôi này. Đấy. Giò này 350, gồm có 1 2 3 4 5 6 7 thân năm nay mọc nhé các bác nhé. Và còn lại là những cái thân của năm ngoái. Thân nào còn lá thì thân đấy có hoa hết ạ. 350 cho chậu này, hình số 4 ạ. Hình số 5. Hình này thì em bán 450. Đây các bác nhìn này. Đó, 450 cho hình này. Hình này. Hình này thì em cũng bán 450 thôi. Đây. Đó. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó nhìn khá là đẹp đấy ạ. Đó. Hình số 7 là hình cuối cùng của hoàng thảo sơn thủy tiên các bác nhé. Hình này thì cũng có tầm khoảng trên dưới chục đầu gì đấy. Hình này em bán 500k cho hình này. 500k cho hình này, hình cuối cùng nhé. Tiếp theo, cái bảng long tu. Long tu hôm nay thì em mạn phép dỡ xuống 8 bảng. Bảng to thì em bán cao giá hơn một tí. Ví dụ bảng này là bảng to nhất này, các bác này. Đây, bảng nào cũng hơn chục đầu hết cả. Và bảng với bảng này thì bảng này là khổ 40. Khổ 40 các bác nhé. Chiều dài 40, chiều rộng 10 cm. Đấy, chúng em chưa gắn phân đâu. Đấy, về các bác các anh chị mua cái phân tan chậm có thể đặt lên trên chốc này và tưới nước để cho cây nó phát triển. Hiện tại bây giờ cây đang phát triển được tầm khoảng 20 cm hết rồi, hoặc là 30 cm hết rồi. 3, 6, 9 độ em không hơn chục đầu thật này. Với một bảng to đẹp như thế này em bán với giá 400.000 này. Đây.
Đó, bảng này bán 400 nhé các bác nhé. Còn tiếp theo từ bảng này trở đi, từ bảng này trở đi, bảng này có dưới 10 đầu này, bảng này em bán 200.000 các bác này. Đây, 200.000 bảng này. Đấy, 200.000 bảng này gọi là bảng số 2. Bảng số 3, bảng này em cũng bán 200.000 này. Đây. Đấy. Bảng này đẹp hơn một xíu, em bán 250. Đấy. 250. Đây là hoàng thảo vôi nha các bác nhé. Hoàng thảo vôi. Từ hình này trở đi sẽ là hoàng thảo vôi. Có 4 hình hoàng thảo vôi nhé. Hoàng thảo vôi 8 mầm ạ. 8 mầm ạ. Hoàng thảo vôi giò này em bán với giá là 250.000 bảng này đấy. Bảng này đẹp hơn này. Đấy. Bảng đẹp hơn sẽ bán đắt hơn. Bảng này bán 350 nhé. 350 bảng này nhé. Đây các bác xem đây. Đấy. Bảng này cũng đẹp này. Đây. Các bác xem. Bảng này bán 380 các bác ạ. Đấy. Và bảng này là bảng cuối cùng. Bảng này bán 280.000. Đấy. Rồi. Em có một giò hoàng thảo đùi gà tròn. Giò này hình như là vừa rồi đang kho hoa, em có đã có giao lưu với các bác một lần rồi. Và lần đấy thì khách không ưng nên là em lại treo lên vườn. Các bác nhìn thấy sau vài tháng treo lên vườn thì các bác nhìn mầm tơ nó lên nhiều không ạ? Và cái bộ toàn bộ thân già phía dưới này còn có nhiều, rất là nhiều thân đang có hoa nhé. Đang chuẩn bị năm nay lại có hoa tiếp này. Đấy. Và cái điều đáng nói là cái thân tơ của nó phát triển rất là khỏe. Và cây khỏe lực khỏe này chúng ta có thể mang về trồng được rồi. Có thể bán được rồi. Giò này thì xin phép được bán giá là 550 thôi ạ. Đấy. Tiếp theo em sẽ quay sang hàng phía giữa này nhé. Đây. Hàng phía giữa này là có 6 giỏ thân thòng. Gồm có 3 giỏ phi điệp và 1 giỏ hạc pháp, 1 giỏ 2 giỏ hồng nương. Phi điệp hai thân này khá đẹp này các bác nhìn này. Kỳ năm 2 nhé. Bây giờ hiện tại bây giờ cây đang phát triển rồi, dài được 20 cm một đầu rồi và một thân đang phát triển ở phía bên kia. Tổng cộng 3 thân chỗ này em bán với giá là 400.000. Đấy. 200.000 một đầu là không đắt các bác nhé. Giò này thì hôm qua em đếm rồi. 1 2 3 4 5 6 7 cái kỳ, 6 cái kỳ ạ. 6 kỳ hôm nay em sẽ bán giảm giá cho các bác 50.000 là 550 cho chậu này. Chậu này là chậu đây các bác xem đây. Chậu này em bán 380 nhé cho hai thân này nhé. Kỳ 52. Đây. 380.000. Đây. 3 chậu phi điệp. Tiếp theo. Đây là một chậu phi điệp trồng chậu này. Chậu này hôm qua em báo giá 1.2 triệu, hôm nay em sẽ bán 1 triệu cho các bác anh chị. Sẽ không chậu này là một chậu phi điệp cao bằng đây các bác nhìn đây. Đó. 1 triệu cho chậu này. Rất là đẹp ạ. Đây là hai giò giả hàng hồng nương nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy. Hai giò giả hàng hồng nương này. Quy cách của nó thì nó chiều dài của nó gần bằng nhau. Đây. Mỗi giò có 3 thân. Và em bán với giá là 400.000 một giò. 400.000 một giò này. Đấy các bác này. Đấy. Ok. Ở phía trong này em có hai giò giáng hương tam bảo sắc. Hai giỏ giáng hương tam bảo sắc này thì chắc là em phải nhấc lên thì mới nhìn thấy được cái độ đẹp của nó. Nhấc cả hai giỏ lên đi. Nhấc cả hai giỏ lên luôn đi. Để nhấc cả hai giỏ lên để giới thiệu với các bác luôn. Đây là hai giỏ giáng hương tam bảo sắc em thuần được năm nay là năm thứ 3. Một giỏ là năm thứ 2, một giỏ năm thứ 3. Giỏ bên tay trái là năm thứ 2, còn giỏ bên tay phải là 3 năm. Các bác nhìn cái bộ rễ của nó rất là to và nhiều. Và mỗi giỏ thì em đã trồng được tầm kiểu gì cũng hơn chục ngọn hết ạ. Đấy, kiểu gì cũng hơn chục ngọn hết. Hôm nay thì em sẽ báo giá hai giỏ này bằng giá nhau nhé. Em sẽ bán giao lưu với các bác anh chị với giá là 750 một giỏ. Đấy. Rồi ok, 750 một giỏ cho các bác anh chị sưu tầm. Và chúng ta có thể, cái này thì chúng ta có thể gửi được qua đường bưu điện ạ. Ở đây em có hai giỏ kiếm thái. Hai giỏ kiếm thái.
Xin phép được giao lưu với các anh chị hai giỏ kiếm Thái. Giỏ này có tất thảy là 5 mầm nhé. Tất thảy là 5 mầm. Đấy. Tất thảy là 5 mầm và giá em bán của giỏ này em bán với giá 600 thôi. Giỏ này em bán 600 nghìn thôi này. Giỏ này bản lá to đẹp hơn này các bác này. Đây. Đó, giỏ phía bên kia 600, còn giỏ bên này thì bản lá to đẹp hơn. Em chỉ xin thêm 50.000, đó là 650 cho giỏ này. Hai giỏ kiếm Thái. Toàn bộ chỗ hài, đây là hài gấm ạ các bác ạ. Rất là đẹp ạ. Đây là hài gấm các bác ạ. Đây rất là đẹp. Và có cả hàng dề đây các bác này. Toàn bộ chỗ hài gấm này em bán 150k thôi nhé các bác nhé. Đây, chúng ta có thể trồng được tầm khoảng 6 7 chậu gì đấy. 150.000. Đấy. Địa Lan Mạc Xuân là mặt hàng tiếp theo em muốn giới thiệu với toàn thể các bác anh chị. Hôm nay em tạm thời mang lên 3 giỏ để giao lưu với các bác anh chị. Đây. 3 giỏ Địa Lan Mạc Xuân. Địa Lan Mạc Xuân nở hoa vào Tết Nguyên Đán, tức là mỗi dịp Tết đến xuân về thì loại này bắt đầu luôn nở. Và giá của em bán là 250 một chậu. Các bác anh chị ạ, 250 một chậu. Hàng thuần 2 đến 3 năm rồi. Đấy, chúng ta không ưng cái chậu này về chúng ta có thể thay chậu, bởi vì loại này nó đã trồng thuần ở tại vườn rồi, nó rất là khỏe. Chúng ta có thể thay chậu và trồng vào một cái chậu khác đẹp hơn. 250 một giò nhé các bác nhé. Rồi, tiếp theo. Ở phía mé bên này đó là mấy dòng kiếm nữa này. Em bán tất cả các loại nhé, phong kiếm, địa hài có hết các bác ạ. Đây là ba chậu kiếm Tiên Vũ. Và vừa rồi có rất là nhiều anh chị hỏi kiếm Tiên Vũ nhá. Ba chậu kiếm Tiên Vũ này xin phép được giao lưu với toàn thể các bác anh chị với giá là 350 một chậu. Em chỉ có 3 chậu thôi nhé. 350 một chậu. Đấy. 350 một chậu đấy ạ. Và chúng em chỉ giảm giá duy nhất ngày hôm nay thôi. 350 một giò này nhé các bác nhé. Mỗi giò từ 3 đến 5 giả hành. Và hiện tại bây giờ cây phát triển đang rất là xanh khỏe, lực đang rất là khỏe. Và chúng em chưa có bón phân. Các bác về các bác bón phân cho em. Tiếp theo, hai giỏ Lan Kiếm Lô Hội. Ôi, hai giỏ này rất là đẹp luôn. Đây. Mặc dù nó đẹp như vậy và mặc dù nó ấm chậu như vậy thì em cũng chỉ bán với giá là 180.000 một giỏ thôi. Đây. Đây. 180k một giỏ. Riêng kiếm Lô Hội này thì từ 7 cho đến 12 giả hành nhé các bác anh chị nhé. Đây. 7 cho đến 12 giả hành, tức là 7 đến 12 củ. Còn lại ở phía ngoài này thì em có Giáng Hương Đuôi Cáo hàng dề các bác ạ. Đấy. Dề này thì xin phép được báo giá với các anh chị là dề này thì em không phải đếm mầm nữa, phải rất là nhiều mầm luôn. Đây. Dề này em bán với giá là 330.000 nhé. 330.000 cho dề này. Dề này đẹp hơn này các bác này. Đây. Dề này đẹp hơn rất nhiều ạ. To hơn rất nhiều ạ. Đây. Dề này em bán 450. Dề này ạ. Dề nào cũng tầm khoảng 15 ngọn hết ạ. Nhưng mà dề to dề bé đấy các bác nhé. Đây, ở đây cũng là một dề nữa này. Đó. Dề này bán 500k. Là một dề to nhất. À đâu, to nhì đấy ạ. Còn một dề to nhất nữa đây. 500k cho giò này. Dề này. Chúng ta không phải lăn tăn và cũng phải không phải suy nghĩ về những cái giò, những cái dề Giáng Hương Đuôi Cáo và của toàn bộ cái phiên chúng em hôm nay bán giảm giá ngày hôm nay. Bởi vì hàng chúng em hôm nay là rất là mướt luôn. Các bác biết không, hàng này là hàng em bóc từ vườn ra em bán đấy ạ, chứ không phải hàng em khai thác đâu ạ. Đấy. Đây là một dề này các bác này. Đấy. Ôi dồi, em quay lên. Quay lên, đấy. Quay hẳn lên đi. Đó, dề này cực đẹp luôn các bác ạ. Dề này thì không biết là bao nhiêu thân nữa cơ. Đấy. Các bác nhìn tổng thể dề này. Em cũng không biết được là dề này bao nhiêu thân và bao nhiêu mầm nữa, bởi vì là em nhớ mang máng rằng là cái giò này trước đây em mua là hình như là 8 cân thì phải, bởi vì em đã để ở nhà 2 đến 3 năm rồi, em treo vào cái gốc cây và bây giờ nó phát triển rất là thuần đẹp này. Dề này bác nào lấy thì em chỉ lấy với giá là 1,5 triệu thôi. Và dề đấy cũng là dề cuối cùng mà phiên ngày buổi sáng ngày hôm nay em muốn giao lưu với toàn thể các anh chị yêu hoa phong lan khắp mọi miền tổ quốc được biết tới những mặt hàng của chúng em ngày hôm nay. Chúng em muốn giao lưu và bán giảm giá với toàn thể các anh chị.
Đây, chúng ta ưng loại nào, ưng giò nào và lấy loại lan gì thì vui lòng nhắn tin hoặc là gọi điện vào hai số điện thoại mà chúng em treo ở trên bài ấy, ở đầu cái tựa đề ấy các bác nhé, ở ngay đầu tựa đề ấy. Rồi các bác đừng quên chia sẻ kênh cũng như là bài bán hàng, cái video bán hàng của chúng em tới toàn thể các bác anh chị, cộng đồng yêu hoa phong lan khắp mọi miền Tổ quốc được biết tới để giao lưu với nhau. Thôi một lần nữa chúng em chả biết nói gì hơn, xin phép được chúc sức khỏe toàn thể các bác anh chị, chúc toàn thể các bác anh chị một buổi sáng an lành, một ngày nghỉ cuối tuần thật là đầm ấm, thật là hạnh phúc bên gia đình yêu thương ạ. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác anh chị vào video chúng em giới thiệu về mô hình về nhà vườn lần sau nhé các bác nhé.